Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một giống dừa có màu sắc rất là đẹp. Đây là giống dừa có nguồn gốc từ Tam Quan, Bình Định. Thì giống dừa này có đặc điểm là trái có màu vàng, sáng và bóng, nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt hơn là có phần tàu và lá cũng hơi vàng nữa nha quý anh chị và các bạn. Và một điều mình thấy rất là ấn tượng về cái giống dừa này thì cái giống dừa này có nước uống rất là ngọt. Theo một số công trình nghiên cứu về giống dừa Tam Quan thì có kết quả là trong nước có vị ngọt thanh, có từ 7,5 đến 8% là đường. Thể tích quả thì từ 250 đến 300 ml trên một trái. Còn trong dân gian cho rằng trong nước dừa Tam Quan có tính mát nên thường được dùng để chữa bệnh, giải khát, giúp thanh lọc cơ thể và lợi tiểu. Hiện nay thì ngoài công dụng được trồng để làm nước giải khát thì giống dừa này còn được dùng để làm kiểng, trồng làm cảnh. Và đặc biệt là quả thì có màu vàng sáng rất là đẹp. Và ở một số nơi thì mình còn thấy vào dịp lễ Tết thì chị em còn thường hay xây mâm ngũ quả bằng giống dừa Tam Quan này, nhìn rất là đẹp mắt. Sau khi trồng từ 2 năm rưỡi đến 3 năm thì cây bắt đầu cho ra hoa và có quả. Năng suất bình quân thì từ 100 đến 120 quả trên một cây và trên một năm. Vỏ trái thì mỏng, có màu vàng sáng, nước thì có vị rất là ngọt và thanh. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì một cây dừa giống Tam Quan có giá dao động từ 40.000 đến 50.000 một cây. Hiện nay thì giống dừa Tam Quan có màu vàng này thì được bà con mình và thị trường rất là ưa chuộng bởi vì màu sắc trái rất là đẹp, nước uống thì rất là ngọt và đặc biệt là rất là thanh và mát.